Điểm đặc biệt là bức tượng Bồ Đề Đạt Ma được tạo ra từ tóc thật của hàng nghìn Phật tử. Chùa Tây Tạng Bình Dương đã được kỷ lục Guinness Việt Nam ghi nhận là ngôi chùa có bức tượng làm bằng tóc lớn nhất. Điểm đặc biệt là dù tượng được kết bằng tóc nhưng vẫn mô tả được một cách sắc nét và chân thật. Hello, xin chào cả nhà. Hiện tại Trung đang có mặt tại chùa Tây Tạng ở tỉnh Bình Dương. Mời cả nhà theo chân Trung Trần khám phá xem ngôi chùa này có gì nha. Chùa Tây Tạng tọa lạc tại số 46B đường Thích Quảng Đức, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Chùa Tây Tạng Bình Dương được xây dựng vào đầu thế kỷ 20. Khoảng những năm 1928, ngôi chùa này được khởi công bởi thiền sư Minh Tịnh. Ban đầu chùa được đặt tên là Bửu Hương, thuộc phái Bắc Tông. Lúc này chùa chỉ là một cái am nhỏ thờ Phật để các vị thiền sư tu luyện. Đến năm 1937, chùa đã được thiền sư Minh Tịnh đổi tên thành Tây Tạng Tự. Đến thời điểm hiện tại, chùa Tây Tạng Bình Dương đã trải qua các đời trụ trì như sau. Minh Tịnh thiền sư là người khai sinh ra ngôi chùa Tây Tạng. Hòa thượng Thích Tịnh Chiếu là trụ trì đời thứ hai của ngôi chùa này. Hòa thượng Thích Chơn Hạnh là trụ trì đương nhiệm. Chùa Tây Tạng Bình Dương được xây dựng theo lối kiến trúc đặc trưng của Mật Tông Tây Tạng. Khu vực chánh điện được thiết kế rất nhiều hình khối vuông vức, ở giữa đặt một ngọn tháp cùng những tứ giác có chiều cao khoảng 15 mét. Các gian thờ bên trong chánh điện, chùa Tây Tạng được xây dựng khá hiện đại, không trang trí các loại hoa văn rồng phượng như chùa truyền thống Việt Nam. Càng đi sâu vào bên trong khu vực chánh điện, bạn sẽ càng nhìn thấy sự khác biệt giữa chùa Tây Tạng Bình Dương với những ngôi chùa truyền thống Việt Nam. Chùa Tây Tạng Bình Dương nổi tiếng với kiến trúc Bắc Tông đặc trưng, được thiết kế có nhiều nét tương đồng với những ngôi chùa ở đất nước Tây Tạng, đặt năm bức tượng của năm vị Phật đại diện cho Phật giáo Tây Tạng. Không mang đặc trưng kiến trúc truyền thống Việt Nam, chùa Tây Tạng đem lại cho chúng ta một cảm nhận rất khác biệt về đạo Phật từ thời khai sinh. Những năm gần đây, nhờ du lịch tâm linh tại Bình Dương ngày càng phát triển nên chùa Tây Tạng cũng được nhiều người chú ý và ghé đến tham quan hơn. Không gian chùa rộng lớn, trồng nhiều cây xanh, đặc biệt là các loại cây cổ thụ, nên không khí rất mát mẻ, trong lành. Tầng thượng cũng là nóc chùa với những hình ảnh đậm nét Mật Tông huyền bí. Trong đó tượng Phật của Như Lai có hình dáng giống với Phật Mandala trong quan niệm Mật Tông. Điều đặc biệt là không gian chùa không trang trí nhiều các họa tiết rồng phượng, lối kiến trúc khá đơn giản, tạo ra cảm giác huyền bí. Vì thế, nếu có cơ hội vãn cảnh chùa Tây Tạng, bạn sẽ có những ấn tượng sâu sắc về lối kiến trúc của ngôi chùa này.